chào cờ, xin trân trọng kính mời thầy cô giáo và các bạn thỉnh đỗ trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ. Trang nghiêm để đón nhận thư chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Xin mời bạn đọc những thứ chúng ta đã sau đây là thay mặt cho nhà trường xin được đọc và văn thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy cô giáo ngành giáo dục năm học 2021-2022. Thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư cuối cùng, nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã căn dặn ngành giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Đã 53 năm, ngành giáo dục chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn nữa hỏi, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập, hoàn thiện nhiệm vụ thật tốt như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với kết quả của ngành giáo dục đã đạt được thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với ngành giáo dục, các gia đình giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch còn diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn trong cuộc sống quá lớn do đại dịch và cả những mất mát về sức người, sức khỏe, người thân. Tôi hiểu với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tự trường là cả một sự chống trả đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ, đồng thời cũng là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, trong đợt dịch cùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã phải trải qua tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến những cảnh những F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mầm non, mẫu giáo, những thiếu niên nhi đồng phải rời gia đình làm xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắt quãng việc học. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành các cấp lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa với các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội cùng cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động với ngành giáo dục vì tương lai đất nước, vì tương lai con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thứ nào có thể vượt cao hơn tinh thần đúng không? Không có khó khăn nào có thể chuồn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua chính sự, chinh phục kiến thức để làm rạng danh kiến tổ, để phục sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt ngàn năm văn hiến. Vì vậy, với các em học sinh, sinh viên, trong bối cảnh nhiều thách thức này, chủ tịch nước muốn nhắc lại
thêm niềm tin yêu, hy vọng của các cô tin yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước. Ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để tung hoành các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021 và tham ơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch, và càng không để trẻ giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết trọng trách sứ mệnh của mình trước tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, xây dựng phát triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa, thích và thích ứng với mọi diễn biến của dịch bệnh. Toàn ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở các em học sinh, sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ đó theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K. Chúc các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và làm được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái. Xin được nhiệt liệt chào đón thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và xin trân trọng kính mời thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh chúng ta an toàn. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các học sinh thân mến, xây dựng một môi trường phát triển bền vững, vun đắp yêu thương, lan tỏa hạnh phúc và có trách nhiệm với cộng đồng là đích đến của trường Trung học cơ sở Bản Thân trong sự nghiệp chồng người và trong dịp khai giảng năm học mới. Năm học 2021-2022 này, cô giáo Phạm Bích Thủy, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, sẽ đại diện cho tập thể đội ngũ các thầy cô giáo và nhân viên trong nhà trường thông qua diễn văn khai giảng. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong không khí của cả nước kỷ niệm ngày 11 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thầy và trò trường Trung học cơ sở Hải Thanh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Trong buổi lễ trang nghiêm này, cho các cô xin được thay mặt nhà trường được nhiệt liệt chào đón và cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý về dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin được chào mừng các cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tất cả các em học sinh đã có mặt đông đủ trong buổi khai giảng thật đặc biệt, khai giảng trực tuyến tại các lớp. Kính thưa các quý vị đại biểu, năm học 2020-2021 vừa qua đã đánh dấu sự cố gắng của thầy và trò nhà trường vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19. Năm học tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong các nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục. Trường Trung học cơ sở Hải Thanh đã tiếp tục là địa chỉ tin cậy về giáo dục trong thị xã. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi tăng lên rõ rệt. Các em học sinh được giáo dục theo tinh thần kết hợp hài hòa, dạy chữ dạy người, có ý thức rèn luyện tốt, không có học sinh yếu kém về đạo đức và mắc các tệ nạn xã hội. Cơ sở vật chất tuy còn thiếu thốn nhưng ngày càng được cải thiện, đáp ứng cơ bản việc dạy và học. Năm học 2020-2021 đánh dấu bằng những thành tích đáng tự hào của nhà trường. Các thầy cô giáo luôn xác định được mục tiêu tiếp vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng theo tinh thần nghị quyết số 29.
chính, ban chấp hành trung ương đảng. Sự cố gắng đã được cụ thể hóa bằng kết quả giáo dục của nhà trường. Nhà trường có 4 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thị xã và được ủy ban nhân dân thị xã công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thay mặt nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của thầy và trò trong năm học vừa qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, năm học mới 2021-2022 xin được nhiệt liệt chào đón 270 học sinh lớp 6 lần đầu tiên bước vào cấp học mới. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Đây là năm học tiếp tục giữ vững kỷ cương, nề nếp trường, lớp học, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục phải linh hoạt thích ứng với dịch bệnh còn có thể kéo dài, còn có thể phức tạp hơn, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Tôi xin thay mặt tập thể nhà trường và các thầy cô giáo xin được cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương, các cơ quan đơn vị, phụ huynh học sinh đã hỗ trợ nhà trường về mọi mặt để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường xin hứa, dù khó khăn đến đâu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng sẽ nỗ lực cố gắng để đáp ứng lòng mong đợi của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Với không khí long trọng của buổi lễ, thay mặt tập thể nhà trường xin được tuyên bố khai giảng năm học mới 2021-2022. Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc các đồng chí cán bộ giáo viên, các em học sinh bước vào năm học mới với khí thế mới và niềm tin thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường Lê Văn Trớn thay mặt. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ổn định nền nếp dạy và học, tăng cường
đề nghị các thầy giáo cô giáo lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học một cách phù hợp trong mọi tình huống của dịch bệnh, và chúng ta cũng xây dựng các phương án, các tình huống để chúng ta ứng phó với dịch bệnh có thể xảy ra. Cái thứ ba là các học sinh phải chuẩn bị đầy đủ các loại sách vở, đồ dùng học tập và các trang thiết bị phục vụ cho việc học. Thứ tư là thích ứng với các hình thức học tập như là qua Zalo, qua Facebook và học trên hình ảnh. Đề nghị các em trao đổi cùng với phụ huynh chuẩn bị các điều kiện để chúng ta có thể học bằng nhiều hình thức nếu như chúng ta không học trực tiếp ở tại trường được. Cái việc thứ năm là đề nghị tất cả các em là thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường để trao đổi thông tin hai chiều khi có biểu hiện hoặc có những vấn đề xảy ra, bất đắc xảy ra, để những các em liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhà trường để chúng ta phối hợp giải quyết những cái việc xảy ra bất đắc. Đó là một số nhiệm vụ trước mắt trọng tâm và đề nghị các em nhận nghiêm túc. Kính thưa thầy giáo cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, sau một thời gian khẩn trương nghiêm túc với tinh thần chống dịch, buổi lễ kết giảng năm học mới 2021-2022 của trường Trung học Cơ sở Đà Thanh đã thành công tốt đẹp. Để đánh giá buổi lễ và triển khai nhiệm vụ trước đón kín, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên và các học sinh sau buổi lễ khai giảng này, chúng ta sẽ tổ chức học tập theo số hiểu bình thường, và đặc biệt là chúng ta sẽ nắm bắt lại tất cả các học sinh về phù hợp những điều kiện học sinh, về số lượng, về hoàn cảnh học sinh, cũng như là kiểm tra các thủ tục học tập học sinh và có công tác nhắc nhở, cũng như là yêu cầu học sinh chuẩn bị cho những học tiếp theo và những tuần tiếp theo. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu và tất cả các cán bộ giáo viên. Chúc các thầy cô giáo và em học sinh có năm học mới thành công mới và đạt những kết quả cao. Xin cảm ơn. Như vậy buổi lễ khai giảng khẩn trương nhưng cũng rất là long trọng kết thúc. Sau đây xin trân trọng kính mời các thầy cô chúng ta xuống văn phòng để chuẩn bị cho năm học. Sau đây tôi vẫn lưu ý.